Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Lần này thì Khải soi đồ của anh cao thủ 333, cũng là một cao thủ tống kim. Ngày hôm nay thì cũng được top 5 tống kim, Khải soi cho anh em xem đồ nha. Cũng khá nhiều anh em hỏi xếp đồ của 33 mà bữa giờ Khải chưa có cơ hội soi đồ nha. Hôm nay Khải soi đồ cho 33 cho anh em xem nha. Ngoài cái băng nha anh em, cái băng bóng. Chung là trong băng Khải thì đa số cái băng bóng anh em ơi. Ba hôm nay thì top 1 Tâm Thánh là chấm 1 này. AKK thì cái băng bóng, top 2 Tâm Thánh còn long đao. Top 3 thì cái băng bóng. AKK thì cái băng bóng. 333 cũng là cái băng bóng luôn. Nghệ ngáo cái băng bóng, vừa lắm một kiệt cái băng rồng. Vừa đồng lúa là giỏ đan. Nhớ hoa nhớ thơ giỏ đan mà phong cái băng bóng, nói chung tầm này cái băng bóng giỏ đan lên top khá là nhiều anh em ạ. Cho anh em xin lỗi cái 33 nha. Hôm nay được top 5 tống kim, 109 mạng và 80 nửa bờ sơ, liên chạm 41, cũng khá là dữ. Quá dữ luôn. Rồi cho anh em xem đồ. Hiện tại bây giờ thì như hôm trước Khải có mở cái bóng cho anh 333. Hiện tại cái bóng này thời hạn như nào. Top 30, sát thương 50 điểm, hút sinh lực 10 và sát thương lý 100%. Nói chung là bóng này là bóng Khải đấu cái giải đại hội anh hùng nè, Khải top 1 đại hội anh hùng á. Xong rồi Khải mở vũ khí cho ban nè, Khải mở hơi cho ban xài á. Được cái bóng mắt này nè mà. Cũng có mấy lần Khải mở nhưng mà đao này nọ thì khá là xịt đa nè. Mà hôm nay thì mở được cái bóng đẹp nên là Khải cũng soi đồ cho anh em xem luôn. Cái bóng này thời hạn 5 ngày nha anh em. Bóng này thời hạn 5 ngày. Nói chung là giá trị thì trong ban đánh được top 1 thì mở cho ban xài thôi chứ không có bán nha mọi người. Rồi. Đang sử dụng một gia truyền kháng cảm 10. Gia truyền này thì khoảng tầm 4 5 kim. 4 đến 5 kim. Nón này thì ép khoảng tầm vài trăm xu đến 1 kim. Hờ kim. Áo thì chắc chắn là áo thổ rồi, áo thổ 4 dòng. Và đai lưng thì phòng thủ 5 chậm 25-40. Và bao tay thì kháng lớp 30. Và đôi giày là chón kháng hỏa. Kháng hỏa và chón 40. Cái mít cái tóc 34 rồi này mà. Trong đồ thì lúc trước này những món đồ này thì những món đồ 4 dòng thôi nè. Những đồ thời gian đầu tiên server 4 dòng thôi. Rồi, một cái nhẫn kháng hỏa 25, chón 20, sinh lực lực. Một cái nhẫn 540. Một ngọc bội kháng lớp 30. Và đang có kỹ năng cho mình đó là một cấp từ phi phong dán xe bao với lại hai cái càng khôn thì ạch này đang có 3 kỹ năng như nào. Ạch này với 3 kỹ năng thì cầm cái bóng 30 thì chắc chắn ạch này đang đặt tốc độ đánh là 101 nha mọi người. Đặt tốc độ đánh 101 như nào. Cho anh em xem lại sức đồ. Hôm nay được top 5 tống kim rồi nè. Nên tống kim đây. Cái bóng này là free này. Đó, free nha anh em. Đó cái này là ban tặng rồi không có bán. Giá trị này khoảng 4 đến 5 kim thì khoảng 300.000. Rồi cái nón này khoảng 1 kim hơn thì khoảng 100.000. Bao tay này cũng vậy nè, khoảng 1 kim hơn, khoảng 100.000. Áo này thì 4 dầm thì áo này chắc khoảng tầm 300k. Đại lưng này hồi trước mua 2 triệu nè, đại lưng này hồi trước mua 2 triệu. Tầm này thì rẻ rồi, tầm này chắc khoảng hơn 1 triệu thôi. Rồi đôi giày này thì khoảng cũng tầm 300k. Nói chung là tổng set đồ này thì vị trí cũng hơn. Đỡ Khải nói thì vị trí cái set đồ này cũng hơn 2 triệu hơn một chút nè. Hơn 2 triệu hơn một chút. Mấy cái đai lưng thôi. Đai lưng này là mắc nhất trong set đồ này mà. Phòng thủ 25 và làm chậm 40, mắc bim sinh lực lực. Còn lại những món còn lại thì cứ 200-300k món thôi nè. Đồ tím mà tầm này thì thủy tinh rẻ. Chứ còn để mà nói những món đồ này lúc đầu nè, tiền không nè. Những món đồ này lúc đầu tiền không thì vì thủy tinh lúc đó rất là mắc. Tầm này tinh khá là rẻ nên là giá trị đồ nó không bao nhiêu. Còn lại 200-300k món thôi. Giá trị cũng vậy. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho 33 một like chia sẻ cho nha anh em, cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ cho nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Sau những buổi tống kim thì Khải sẽ soi một số cao thủ cho anh em xem, anh em ủng hộ chơi nha.